Xin chào các bạn, hôm nay hai con mình với bạn này xuống thị trấn nha. Vừa mới tới nơi, thoát khỏi trang mà có mặt đen quá. Hồi sáng chưa ăn gì, rất là đói. Bây giờ sẽ làm một dĩa cơm. Nhìn rất ngon, cá này to ghê. Mời các bạn ăn sáng cùng mình nha. Anh đã no nê, biết hai đứa đi đâu đây không? Xuống chợ đó, mua một ít trái cây để xíu nữa lên nhà bạn kia chơi. Mua táo, mận, xoài. Trái xăng đã, chứ không xe hết xăng lạ thôi á. Như bữa trước, chắc mệt luôn, trời mưa nữa chứ. Đây là con đường đi qua nhà bạn đó nè, rất là đẹp, xung quanh toàn đám ruộng. Hề hề, sau một hồi đi thì cũng tới nơi mà không thấy bạn ấy đâu, chỉ thấy bà của bạn ấy thôi. Đây nè, đang coi trái cây nha. Giờ thì đi rửa, xiên cơ. Rửa trái cây chất lượng thiệt, có ai muốn ăn không? Cho nè. Bà lấy ly rượu rồi chuẩn bị uống phép. Phong thủ trên mình là như vậy đó, không uống là không được. Bây giờ thì sẽ vô một cái, mời các bạn vô chung với tụi mình nha. Sẽ chọn trái mận để làm mùi nhậu nha. Tại vì trái này thấy là lạ, thấy nó đỏ đỏ, cũng muốn ăn thử có mùi gì. Ngọt ngọt mà cũng hơi chua chua, cũng hơi mặn mặn là có vị gì ta. Ở trong nhà thì cũng hơi nóng nực, nên tụi mình sẽ chuyển ra bộ suối. Thấy chưa, ai cũng xinh hết, trừ mình. Hiện tại là 3 giờ chiều, mà trời vẫn còn nắng. Chỗ các bạn có nắng như vậy không? Sẽ ghé qua chỗ đời này để mát nha. Con nhãn mát thiệt á. Ở trên có cây nữa, nghề này người ta gọi là cây ra. Không biết tiếng Kinh gọi là cây gì nhỉ. Cô bạn này lượn suối tắm nè, mát kê. Cũng muốn nhưng mà sợ ân đĩa. Hồi nãy thấy ở dưới chân đỏ nhiều lắm. Giờ mình có thể rợn người luôn. Ở làng mình thì không có con đĩa, thì có con bát thôi. Nếu mà có con đĩa thì chắc là không sợ đâu. Tắm xong thì ăn trái cây cho mát nha. Chắc là hồi nãy uống rượu cũng hơi hơi á. U là trời, hồi nãy uống 4 ly mà không hề say luôn nha. Vô đây là tỉnh luôn à. Ăn xong thì bắt đầu chèo đò. Ê, đang quay như vậy mà sợ nó rớt xuống nước quá. Do cầm cái gậy á, mà sợ không có chắc ấy, lỡ một phát nó rớt xuống nước. Thì thôi, khóc cả ngày cả đêm luôn, không có tiền mua điện thoại mới. Đoạn này chạy bạch muốn xỉu luôn á, xíu nữa rớt khỏi đò luôn. Giống như phim Tài Du Ký đi thỉnh kinh quá. Đang chèo thì thấy mấy đứa đang tắm dưới một gốc cây. Còn ông này lấy máy của mình đuổi lên đầu tại vì kêu nắng á. Xỉu luôn á, trời, mấy người ta mà làm như vậy. Đoạn này là xong có sao nên đò không chạy được. Nhưng bên nước dưới là đội hộ với tụi mình. Sẽ tắp vô chỗ này nha. Wow, mát ghê. Không biết lưới của ai mà để dưới bích đá. Bây giờ sẽ cao cá thử có không nha. Tại vì đã rồi nên người ta bỏ, nhưng mà vẫn còn sử dụng được. Chắc là mấy con cá này sợ tụi mình quá nên không có không có vô một con nào. Thôi bây giờ sẽ ấy mấy bạn đi. Quăng rồi mà sao nó không vô lưới ta. Cười là muốn rụng cả răng. Chơi đã rồi, giờ thì đi về thôi. Chưa có mưa đâu nha, mà đợi áo mưa nè. Đúng là độc lạ áo mưa. Hiện tại là 3 giờ chiều, vừa mới về tới nhà. Thấy người ta đang tập núa, còn bên đây thì đang làm rạp đám cưới. Tại vì sáng mới làm mình có đám cưới. Các bạn thấy má chị này mặc bộ đồ truyền thống của dân tộc mình có xinh không? Đứng đây để chuẩn bị đón khách mời đó. Coi mình thì mặt ngủ đây. Ây, giờ thì chụp hình với cô dâu đã. Cô dâu rất là xinh luôn. Không biết khi nào mới được bạn đám cưới cho người ta. Hời, chắc là mơ. Giờ thì chụp nghiêm túc nè. 1, 2, 3, vô. Đã có ảnh đẹp. Tên nữa. Má chị đây còn rất là xinh, cười tươi như hoa. Váy của cô dâu đẹp quá, rất là lấp lánh. Sau một hồi đợi thì có cùng khách mời cũng tới. Má chị đây đứng cùng chiếc để chào đón nè. Cho các bạn nghe giai điệu của nó nha. Bây giờ thì sẽ ra bàn để ngồi ăn. Coi anh này nhai bò nè, muốn rụng cả răng. Nãy giờ luôn á. Ăn xong rồi thì ra chụp hình. U là trời, ngại quá đi. Thằng đám cưới xong thì xuống thị trấn. Đố các bạn mình đi đâu? Hè hè, không nói đâu. Đi xuống sửa xe, tại vì xe nhà mình hư rồi. Cái đèn của nó tắt nước ghê. Mua nước miếng uống đã. Con ngạn mát thiệt á. Mời các bạn uống cùng nhẹ. Ăn gì uống gì là cũng phải mời hết. Bây giờ thì sẽ qua bên kia cầu để chơi nha. Đoạn này là trong bị nhà TikTok đó, nhưng mà không có ai quay cho mình. Thế là tự quay. Con nhận cảnh cũng rất đẹp thiệt, nhưng mà trời nó hơi bị nắng một xíu á. Ở đến mình cũng nắng nhưng mà đỡ, dưới này nhiều hơn. Uống hết rồi, giờ thì bỏ sụt rác, đi về thôi. Hiện tại là 5 giờ chiều, vừa mới về tới nhà mà người ta vẫn chưa nghỉ, vẫn còn nhảy đó. Mệt quá, ngủ một lát đã. Ngủ một giấc cho đỡ mệt. Sáng sớm hôm sau lại tụi đã đám cưới nữa mà ở làng khác. Đăng quay mà các thằng nhỏ đang cưới tộc, chắc là nó muốn lên hình lắm á. Đợt này là đang chụp cái hoa của cô dâu nha, tại thấy đẹp kìa. Người ta cho hút thuốc là ăn trầu nhưng mà không biết dùng.
Quà bạn và chú nạc cười tươi ghê, rất là dễ thương. Quà mình tôm hấp này ngon quá đi. Hồi ước gì có ai lượng không cho mình ăn, nhưng mà mơ đi. Chị này định ăn một miếng nhưng mà mình không cho. Chào mấy món ớt xanh, phải nói là tuyệt đỉnh. Hôm nay rất là tỉnh, không hề say. Hiện tại là 5 giờ chiều, vừa mới đi ăn đám cưới về. Nhận được món quà từ một bạn đã gửi tặng nè. Không biết bên trong là gì nhỉ, hãy cùng mở ra xem nhé. Wow, thật là nhiều quần áo. Đầu tiên là một chiếc kẹp rất là xinh. Tiếp theo là một chiếc túi xách. Wow, cái giày của nó rất là dài, đeo ra đám cưới được đó. Tiếp tục là gì đây nhỉ? À, một chú vịt con rất là dễ thương, dùng để móc khóa. Còn có cả cái bút với lại, cái này là cái gì nhỉ? Mình cũng không biết nữa các bạn. Có phải là phấn nền không? Bạn nào biết thì nói cho mình rồi. Tiếp theo nữa là một chiếc hộp. Wow, trông rất là sang trọng. Mở ra bên trong thì cái này là bạc phải không nhẹ, nhưng gồm có bông tai, dây chuyền với lại nhẫn. Ây, xinh thiệt. Khi nào có đám cưới mình sẽ đeo bộ này. Hey, hey. Tiếp theo nữa là một chiếc áo, có thể mặc để đám cưới nè. Cái này cũng vậy, mặc rất còn xinh á. Tiếp theo là một chiếc váy. Trời ơi, quá là xinh. Quần mới, nguyên mát à. Giá của nó thì tới 300k. Wow. Còn cái này thì là quần rất là co giãn. Tiếp theo là một chiếc áo nữa nè, mặc đã đám cưới được đó. Cái này thì là một chiếc váy, có thể mặc đi chơi. Cái này dùng để làm gì vậy các bạn ơi? Hay là mặc khóa nhỉ? Đây cũng vậy nè. Tiếp theo là một chiếc quần màu hồng. Trời ơi, cực kỳ thích màu hồng. Tiếp theo nữa là một chiếc mũ. Ai, lễ hội sắp tới mình sẽ đổi cái mũ này cho chú rất là ngầu. Cái này thì là váy. Ui, xinh quá như công chúa vậy ạ. Trời ơi, mặc váy này đi gặp bros lại xỉu ngang luôn. Cái này thì là quần mặc êm lắm. Tiếp theo là một chiếc áo ngủ nè. Đây thì là áo con trai dành cho đàn ông. Bé nhỏ xíu, không biết là cái gì. Tiếp tục là một chiếc áo kiểu. Cái này là dùng để mặc bên trong nha. Còn cái này là mặc bên ngoài nè, hai cái á. Tiếp theo nữa là một chiếc váy dùng để mặc để ăn đám cưới, ăn tăng gia. Đây thì là áo bồn, mặc rất là rộng. Ơi, áo ra đẹp nè các bạn, đã đám cưới được đó. Và cuối cùng là một chiếc quần co giãn rất là đẹp. Mình xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn nhiều lắm nha. Cảm ơn bạn rất nhiều.